Seri, mình 18 tuổi và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi học ngày cuối cùng trong năm 2019 cùng với mình nha. Let's go! Đây là outfit hôm nay của mình. Vì là Giáng sinh nên mình sẽ mặc một chút màu đỏ, trông cũng đáng yêu ha. Như bình thường thì mình sẽ đi lên đây và đợi xe bus trường tới đón. Ta-da! Và đã tới ngôi trường thân quen của mình rồi. Trường mình có tên là Kantai Heyo Daigaku, hay còn gọi là Trường Đại học Quốc tế Thái Bình Dương. Còn đây là con đường gian khổ mà mỗi sáng ai cũng phải trải qua. Trường mình có khoảng 120 mấy cái bậc thang lận. Cùng mình đi vào lớp học thôi. Thầy tặng tụi mình quà Giáng sinh. Vì là ngày đi học cuối cùng của năm 2019 nên là lớp mình sẽ cùng nhau tổng vệ sinh lớp. Tạm biệt lớp mình, năm sau gặp lại. Bye bye. Học xong thì mình làm gì? Mình sẽ đi chơi đúng không? Let's go. Mình mua vé đi xe điện để đi lên ga lớn chơi. Xem đồ mỹ phẩm, tại vì mình cảm giác là cái gì trong này nó cũng xinh hết luôn á. Và một đứa mà mê mỹ phẩm như mình thì không thể nào mà bỏ qua được một cái nơi mà xinh như thế này đúng không? Và bây giờ tụi mình sẽ đi vào Lush để xem. Trời ơi, cửa hàng trang trí những gói quà siêu dễ thương luôn. Vào Lush thì mình nghe một mùi siêu thơm luôn. Đây là mấy cục xà phòng, lúc nào mình nhìn mình tưởng là bánh kẹo á mấy bạn. Vậy là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh channel của mình nha. Love guys.